Ngày hôm qua, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người dân trong một cuộc biểu tình đòi dân chủ được cho là lớn nhất tại Hồng Kông kể từ sau khi đặc khu này được trao trả cho Trung Quốc đại lục. Các hình ảnh trên hãng truyền thông Reuters của Anh cho thấy xô xát đã xảy ra khi cảnh sát kéo lê một số người biểu tình, còn đám đông thì xô đẩy các thanh rào chắn của cảnh sát. Giới chức Hồng Kông sau đó đã chỉ trích những người tổ chức biểu tình và cảnh báo sẽ tiến hành các hành động pháp lý nếu bạo lực leo thang. Cuộc biểu tình được lên kế hoạch sau khi Trung Quốc đòi hỏi ứng viên cho chức vụ lãnh đạo Hồng Kông trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017 phải do một ủy ban gồm các thành phần thân Bắc Kinh chọn ra và bác bỏ khả năng cho phép người dân Hồng Kông tự chọn ứng viên. Cách đây gần 20 năm, ngày 1 tháng 7 năm 1997 cũng là ngày Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Với thỏa thuận, Hồng Kông được hưởng quy chế đặc khu hành chính có quyền tự trị cao ít nhất là đến năm 2047, hay còn gọi là thỏa thuận một quốc gia, hai chế độ.